Cách đây 3 tháng, điểm bán rau an toàn này còn hoạt động khá nhộn nhịp với lượng tiêu thụ gần 1 tạ rau mỗi ngày. Bằng cách này, người ta kỳ vọng sẽ mở ra một kênh phân phối hữu hiệu giúp rau an toàn rút ngắn quãng đường từ ruộng qua sàn giao dịch đến tận tay người tiêu dùng. Với cái điểm phân phối rau an toàn không dân cư này thì sẽ giải quyết được 2 vấn đề mà chúng ta đang mắc trước đây. Thứ nhất là không phải thuê cửa hàng, cho nên cũng giảm cái chi phí thuê cửa hàng. Thứ hai, giảm chi phí thuê người bán hàng và giảm thiểu cái lượng rau ế thừa đổ đi hàng ngày vì đặt hàng theo nhu cầu rồi. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện đã khác. Mỗi tuần, điểm phân phối này chỉ nhập rau khi có người đăng ký trước 1 ngày. Quầy chỉ mở bán rau 2 lần vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Cái lượng rau an toàn ở cái điểm của cô thì nó giảm rất nhiều so với trước. Bây giờ chỉ còn độ 20 cân, 30 cân thôi, là nhiều, 30 cân là nhiều. Các điểm phân phối rau an toàn này vài mét là một chợ cóc bán lẻ. Riêng hàng rau của vợ chồng anh Nguyễn Trung Tuyền mỗi ngày bán hết khoảng 2 tạ rau các loại. Bán lâu rồi thì nó quen rồi, thì họ ăn không có vấn đề gì thì họ cứ đến họ mua thế thôi. Nhập từ đầu mối ra. Ví dụ như chợ đầu mối, chợ đêm, chợ ngã tư Sở hay là chợ của Hà Đông này này. Là mình cứ ở đâu mình tiện đâu mình lấy đấy. Đó là lý do mà dù hầu hết các loại rau củ quả được bày bán ở đây không thể nhãn chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, nhưng người mua vẫn vô tư mua hết. Nhu cầu sử dụng rau an toàn thì hầu hết ai cũng muốn sử dụng. Thế nhưng mà tôi nghĩ này cái khâu phục vụ rau an toàn đấy thì nó lại cũng chưa đáp ứng được cái yêu cầu của những người sử dụng. Cho nên là ví dụ như người ta đi làm này, sáng người ta phải sớm, người ta ra người ta mua để người ta chợ, người ta mua, người ta về người ta đi làm. Thế nhưng mà rau an toàn ví dụ của mình chỉ 8 giờ mới đến chẳng hạn. Cách thức phân phối chưa thân thiện, chưa quen thuộc với thói quen của người dân là một trong những nguyên nhân khiến mô hình đưa rau qua sàn giao dịch về khu dân cư đã nhanh chóng thất bại chỉ sau một thời gian ngắn thử nghiệm. Thói quen của người tiêu dùng khi mà ra chợ thì người ta sở thấy, người ta nhìn thấy, người ta sở thấy và người ta được mặc cả. Nhân đây thì không được mặc cả, không nhìn thấy mặt hàng rau. Khi mà ta đăng ký với cô là rất mù. Ví dụ như nửa cân rau muống thì không biết đến mai là rau muống gì. Hay là nửa cân mồng tơi thì không biết cộng kép của nó như thế nào. Nhưng còn ở ngoài chợ là người ta nhìn thấy mớ nào ngon người ta mua. Hậu quả của tình trạng này là những vùng trồng rau an toàn như ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội không thể cứ ngồi đó trông chờ vào thị trường riêng được nữa. Thay vào đó, người nông dân tìm cách bán rau an toàn cho bất cứ nơi đâu có nhu cầu và đánh đồng với các loại rau khác. Nó chưa đến lứa. Rõ ràng, việc đầu tư chăm sóc rau an toàn vốn đang lắm công phu, nhưng xem ra việc quảng bá và đưa rau đến với người tiêu dùng cũng lại là một chặng đường gian khó. Mưa bão nó mất mùa nhiều cơ thì giá đắt, còn bình thường mà cứ mưa thuận gió hòa thì rau nó nhiều bán nó khó. Giá thành thấp lắm. Như mới rau này bây giờ nếu đắt được 2.000 không chỉ 1.500, có khi thậm chí 1.000 phải bán. Với diện tích 50 ha, vụ hè này lượng rau mà Duyên Hà đưa ra thị trường mỗi ngày cũng tới 7-8 tấn. Song chỉ có khoảng 2 đến 3 tạ qua sàn giao dịch rau an toàn để đến các điểm dân cư. Nếu không tìm được cách thức phân phối hợp lý hơn, những vùng rau an toàn như ở đây chẳng biết sẽ còn duy trì được đến bao giờ. Nếu như tất cả mà qua nhiều kênh, qua tất cả cơ quan tập thể này, qua các cơ quan này và qua những cái chỗ mà điểm bán hàng vừa rồi tôi cũng kiến nghị với sàn ấy là có những cái giới thiệu sản phẩm và qua được nhiều cái kênh đó phục vụ thì nó mới được nhiều hơn. Một khi bài toán tổ chức kinh doanh phân phối rau an toàn chưa có lời giải thì chắc chắn người trồng rau an toàn khó mặn mà với nghề, và cũng vì thế mà mục tiêu hình thành thói quen sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh cho cộng đồng cũng ngày càng trở nên xa vời.